Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Thì hiện bây giờ mình đang ở xã Lộc An, thị trấn Long Thành của tỉnh Đồng Nai các bạn. Hôm nay mình tới mình thăm một hoàn cảnh, thăm hoàn cảnh của hai vợ chồng ở ấp 1 của xã Lộc An các bạn. Hôm nay mình tới đây để thăm một hoàn cảnh của gia đình chú. Thì mình cũng xin giới thiệu qua là chú là bị bệnh, ngồi xe lăn 20 năm rồi các bạn. Thì có một người vợ cũng tên là Bích Liên, thì cô cũng không được bình thường, cũng giống như những người phụ nữ khác các bạn, rất kia là đáng thương. Thì hai vợ chồng chú sống trong cái căn nhà tình thương ở nhờ đất của người ta các bạn. Thì chú hiện giờ bây giờ là mất sức lao động, vì tại vì mình cũng tìm hiểu là lúc trước chú đang đi hái điều các bạn, thì cũng té cũng bị chấn thương sọ não, thì cũng mất sức lao động, tay chân teo lại các bạn. Hiện bây giờ thì đang ngồi trong xe lăn, thì cũng có chị vợ cũng không được như những người phụ nữ khác các bạn, rất là tội. Hôm nay mình tới đây để chia sẻ hoàn cảnh của anh với chị cho mọi người nha. Thì xin mời mọi người theo chúng mình đi vào tìm hiểu hoàn cảnh này nha. Thì đây các bạn, đây là cái căn nhà tình thương này, đây là tường rào của người ta này, đất này là đất ở nhờ các bạn, nhờ trong vườn của người ta. Đây là căn nhà tình thương này, căn nhà tình thương, nhà này là ở là 162/7 các bạn đó. Dạ con chào chú. Mấy hôm nay có ai tới thăm không chú? Nó thăm hỏi thăm ông cả. Mở cửa ra mở mạnh ra hai cánh không được cũng con có. Dạ. Cũng có thăm, cũng có chơi đồ. Dạ. Gạo đồ vậy thôi. Dạ. Có người thì cho tiền. Ở có vậy là có ai bù bữa nay có tên thầy phố xuống cho. Dạ. Cho thấy cho 500 được, cái thấy khổ quá cho thêm 500 nữa. Dạ. Cho 1 triệu. Sao không ra ngoài nằm trong này nóng thì... Không, con hình chút nó mới ra ngoài nắng. Giờ thì ra ngoài đồng cũng chịu không nổi nữa. Yeah. Nắng lắm. Đây là mình ra bên trước là mình nằm cho nó mát. Nóng quá. Dạ. Yeah. Nắng quá. Vậy đó. Nóng quá. Nóng quá. Giờ này ra ngoài cô không chịu nổi nắng chứ nóng quá. Yeah. Mà ở trong nhà thì nó gọi đỡ cũng nóng lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Ăn uống thì bữa từng chén về, bữa đói bữa không. Có nó không có đói, bữa nó bữa thì nó đói, bữa thì nó không đói, nó làm sao á. Chú bị về lâu chưa? Cũng 2 năm rồi. Cái hồi đó thì mình tới cây. Dạ. Yeah. Cái cây là cái chạy xe đắt vào được á. Dạ. Rồi cái sao cái làm tay biến cái chụi hên tay. Chú là bị tai nạn. Yeah. Lúc trước mình làm gì bị tai nạn chú? Trèo cây. Dạ, bẻ cây đào, không bẻ cây đào. Bẻ cây đào á. Dạ. Cây đào biết không, cây đào có cái trái đó. Cái điều á. Như cái bận á. Dạ. Nghèo mà. Nó có nghèo bẻ báo có 2.000 kg à. Mà năm đó là năm 95 á. Dạ. Cuối năm 95, tới nay á. Bị té cái đi không được, cái đi xe đất á là năm 95, năm nay là nó bị tai biến cái ngồi chỗ luôn. Dạ. Vậy là giờ cái tay dơ không được luôn. Không dơ hả? Dở thì cái nó luôn chịu. Dạ. Nó không được, có tay này. Hai chân nó bị teo luôn. Dạ, không đứng được. Nó đặt ngồi trên xe lăn không xuống đất rồi không được. Dạ. Thì lúc này trong nhà thì nó tối các bạn, tối nó nóng nực quá. Thì bây giờ chú cũng ra đây để trò chuyện với mình. Là ngày xưa đây là khi chú bị té cây là chú không đi được, chú phải ngồi đúng không? Đi cái xe lắc kia. Đó.
Rồi bắt đầu là 2 năm lại đây là không có thể, tay không có cử động được nữa luôn. Cái bị tai biến. Bị tai biến là tay không cử động được luôn. Dạ, chú cho con hỏi là chú tên gì chú? Nói lớn chút, mình lên lỡ tay hả? Dạ. Không nghe. Tại mà chú tên gì? Dạ, tên... Tên ở ngoài thì chờ, còn có tên thì tao Nguyễn Văn Tưng. Tên dạ. Giấy tờ đó. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú Hà? À, thì 62 tuổi. Dạ, 62 tuổi rồi. Dạ. Rồi còn 3 tuổi mùi, dạ. Năm mấy tuổi hả? Dạ. Năm 4 tuổi hả? Và là cô dạ, chú à, cưới nhau lâu chưa? Cưới à, cưới hồi 30 tuổi. Dạ. Cưới hồi 30 tuổi. Mà không có con. Dạ. Thì à, lúc trước là mình bình thường rồi chú hả? Mình bình thường. Ông bà ổng còn nhậm mướn được. Dạ. Hai cẳng còn mạnh được. Dạ. Mà giờ cái ông té vậy luôn. Dạ. Ông về nhà rồi, về nhà có lẹo giờ có té, cái ngồi xe lăn luôn. Dạ. Ngồi xe lăn vuông xong rồi cái mới ổng mới đi lăn qua bên bệnh viện, ổng mới tai biến, chuỗi bên này lụi. Cái đem cho nhà thương nó tai biến. Dạ. Tai biến mà giờ cứ ngồi xe lăn luôn tới giờ luôn. Dạ. Tới giờ đi không được. Hồi ổng đi không được, ổng gặt tay gặt được. Dạ. Mà giờ cứ ổng ngồi xe lăn vậy luôn. Dạ. Giờ đi không được. À, cô có đi làm mấy việc gì có không? Có, em đi làm mướn cho người ta chút xíu như vậy à. Dạ. Đâu có ở nguyên ngày được. Dạ. Thì cô trong người có tình trạng rất khỏe, nó có mạnh khỏe không cô? Em hả? Dạ. Em có khi gì nó khỏe. Dạ. Khi nó khỏe, khi nó mệt chứ à. Dạ. Khi mình làm gì không có nhớ gì á. Dạ. Rồi mình ở mấy mươi năm không có mặt con nào rồi cô hả? Dạ. Dạ. Hôm đó ổng bằng nặng quá. Dạ. Xuống ruột. Xuống ruột mà giờ người ta biểu đi mổ. Dạ. Mổ nó mới có con. Mà cái giờ cái ổng bị té vậy luôn vậy mà không được, không có con. Dạ. Rồi thường ngày mình ăn uống nó có đều đặn không chú? Gia đình rồi. Dạ. Ăn uống có đều đặn không? Ổng ăn ít lắm. Dạ. Ổng ăn nhiều, cứ bằng thường á, ổng ăn cái gì thôi, ăn lần một thôi, không ăn nữa. Dạ. À, chú ăn nhiều không cô? Ăn tưởng có chén cơm. Dạ. Còn khi mà bà nằm giờ nó dậy, giờ nó bị tay xong á, nó nằm thương như vậy, có giấy bác sĩ á. Dạ. Vô lấy một cái giấy bác sĩ cho mấy chú coi. Cái giấy à, cái giấy à, mà em mua thuốc phải không? Cái giấy họ nằm bị thương á. À. Đây các bạn, đây thì do cuộc sống mưu sinh thì cũng đây, dạ. Hai cái cẳng này hở mình đi trái kia, còn đứng dưới đất dịnh đầu leo xe được, cái rồi bị tai biến cái giờ nó chịu ngồi luôn rồi. Dạ. Hai cái cẳng này chống đỡ không được, không bị bà không có anh em thì có xa, mẹ thì có chồng xa, là bà bỏ bê bà không có lo gì hết. Dạ. Ổng cũng chết rồi, bà tính chết rồi, bà để cho chết luôn, nằm nhà thương có 7 ngày về hả? Dạ. Nằm nhà thương có 7 ngày mình rồi về. Cái giấy nhà bà con cho bà tệ. Dạ, cái giấy này là cái giấy nha. Giấy mình thương bệnh viện á. Dạ. Giấy này là mình đi khám khám giấy này đi khám phải không? Hỏi giấy nhở? Cái giấy ấy đó có mà. Cái nào? Cái giấy ở đi nhà thu về đó rồi đâu rồi. Rồi. Nó giờ con mắt cũng yếu rồi. Dạ. Bạn ngày còn dòm được thấy vậy chứ còn phải mà kiếm cái lái đường. Dạ. Chú giờ lãng tay luôn hả? Dạ. Lãng tay luôn. Cái bị cái ủ thuốc cái nóng cái hết nghe luôn. Dạ. Yeah. Giờ là hết nghe luôn. Nói chung là phải nói rành lớn mới nghe được. Nghe mà phải nói lớn rồi chứ nói nhỏ không nghe. À. Bởi vì nó bự lắm. À. Nói nhỏ không nghe nổi. À. Chú có muốn đi dạo xung quanh không? Muốn chứ làm sao đi được. Bả đẩy không à. Dạ. Yeah. Dạ. Bà đi làm ở dưới kia rồi nằm ở nhà cái nó trở bệnh cái nó đau nó ói rồi cái không có bà ở nhà về nằm chịu thua luôn. Rồi cái bà về cái mới lấy thuốc uống rồi nó mới bớt rồi. Rồi nên giờ không dám ở nhà thì thay bà luôn. Bà đẩy xe luôn bận cái đường à. Dạ. Đẩy theo.
rồi về để về. Chứ không sao bỏ nhà, chứ bỏ nhà không có ai kêu cũng được. Là coi đi làm cái gì? Đi, cũng như đi rửa nhà cho ta, rồi một chén, rồi lau nhà vậy. Ai mướn gì làm đó. Rồi cái người ta giặt đồ cái phao, chứ bả đâu biết giặt, mới giặt. Rồi, chứ bả không biết chữ. Dạ. Thua luôn rồi bả không biết chữ. Chú là quê ở đâu? Người ở đâu? Người ở đây luôn. Người ở đây luôn. Cũng ở đây luôn, rồi cũng không có tranh đẻ đây luôn. Dạ. Nó lạc đâu rồi? Dạ thôi được rồi cô. Thế thường thường thì chú có muốn thèm ăn cái gì không? Có khi thèm chứ. Mà có khi nó không thèm. Dạ. Nó muốn thèm cái mua ăn rồi cái chừng lần cái thôi nó không thèm nữa. Ăn uống được ngày ba bữa không? Một bữa hả? Dạ, một bữa một. Bây giờ cho biết tới tối ở bây giờ tới tối ăn chừng chén vậy rồi thôi. Dạ. Cứ còn cứ mau là chỉ uống sữa chứ ấy thôi. Dạ. Mình cũng đờ còn cũng còn đau uống thuốc thì nó đờ đau cái đầu á. Dạ. Nó đau có một nửa cái đầu à. Dạ. Giờ nó còn đau trong đầu đó hả? Một nửa đầu. Nó còn đau trong đầu đó. À. Dạ. Mà mình đổ muốn uống hỏng thuốc cái đau lần sau nè. Dạ. Thì mà khi uống thuốc thì ta đỡ. Ngày nào cũng phải uống vậy. Ngày nào cũng phải uống thuốc. Ngày nào cũng uống. Uống rồi cái thuốc đó là mình phải mua hay là thuốc người ta cấp? À, thuốc phải mua. Chứ đâu có ai cấp. À. Thuốc thì ở nhà thương mua rồi về uống về cái cũng muốn mua ở đây nè, mua có ông bác sĩ bên đây nè. Dạ. Cũng phải mua chứ. Nó một hộp uống bao lâu? Một hộp uống một tháng. Một hộp uống một tháng phải không? À, còn nếu mình uống hai thì còn mình uống hai lần thì không tới. Còn cái ngày chỉ uống một viên. Mà khi mà nó đau quá là phải uống hai viên. Rồi tí nữa tụi em sẽ cho hai tháng. Yeah. Nha, để uống nha. Là một tháng một hộp. Một tháng một hộp à chị? Một tháng một hộp, thấy không? Bằng em sẽ cho 2 tháng. Cho 2 tháng. Cái gì? Vô lấy cái hộp thuốc đó cho chú Phi. Dạ, dạ. À, cái hộp mình mua đó, uống cho xong á. Có phải không? Ngày nào cũng phải uống thuốc hết. Ngày nào chứ không uống lên, nó lên hộp chịu nổi. Dạ. À, cái hả uống thì nó đỡ chút, còn không uống nó lên tới trăm mấy đâu. Dạ. Huyết là áp. Huyết áp nó lên cái gì? À. Rồi ai đo huyết áp cho mình? Đi ra ngoài tiệm á. Dạ. Đi ra ngoài bác sĩ á. Bác sĩ gần đây nè. Chứ dạ. mấy cái chỗ bán thuốc đâu á, người ta đo giùm. Bất kỳ nó lên kia nó xuống. Còn bả giờ thì ở ngoài ấy ta đo là bị chuột máu, cũng đang uống thuốc á, uống thuốc cho nó lên á. Dạ. Bả cũng chuột máu mà không dám đi đâu xa á. Đi làm gần gần bả làm đi theo đừng có gì có. Có bả có gì mình kêu, còn mình có gì bả kêu chứ đâu có ai. Dạ. Rồi cái chân bây giờ nó còn cảm giác không mà chú? Dạ. Tăng xong á. Cái chân bây giờ nó còn cảm giác không? Là cái thuốc nó này nó vậy đúng không? Nhưng mà nó yếu. Dạ. Yeah. Ý là mình mà ví dụ con gì nó cắn nó có đau không? Đau. Dạ. Yeah. Nó cắn còn... rồi đau. Dạ. Yeah. Nếu vậy đau nè. Dạ yeah, dạ. Yeah. Mà nó cái đó. Nó yếu. Yếu mình không thấy được. Dạ. Yeah. Nó còn cảm giác mà nó yếu. Nó còn cảm giác nhưng mà nó không có. Dạ. Yeah. Mỗi một ngày mỗi một bữa sáng là phải uống vậy đó, mà nó đau là phải uống nhiều. Hả nó đau thì uống một bao nhiêu viên, buổi chiều một viên, còn nó không đau thì uống một viên thôi. Mà bác sĩ nó phải uống, nó nhức nó mỏi nó như đau lớn nó ấy đó. Yeah. Có khi nó nóng lạnh luôn á. Dạ. Nóng lạnh luôn. Đó là hả trời trời mưa cái lời yếu nó lạnh lung luôn. Có trời nắng thì nó đỡ chút. Còn cô thì không được minh mẫn ha, người cũng ốm nhom ốm nhét à. Thì lo cho qua... chồng luôn, em bỏ ăn lo ăn nổi đâu. Dạ. Này còn tả, ông Mỹ còn tả không? Rồi bên gia đình mình còn ai người thân không cô?
cũng còn còn phía bên má ổng với con ổng lo lo cho ổng bỏ luôn tới nay luôn không có lên nữa. Yeah. Là bà, cô còn người thân nào không? Không có cần thân. Là còn một mình bên bên chú là còn mẹ hả? Mà bỏ mất. Bởi là mình ở dưới bà già mình nó làm đỏ dưới bà đẻ rồi cái bà bỏ rồi bà ngoại nuôi nó lớn, ông ngoại nuôi nó lớn, nó bự luôn, bà có lo lắng gì đó. Rồi tới giờ bà không thương yêu vậy mà thương thì khác cha hết à? bốn đứa con mà có mình lớn mình khác cha đó. Bốn đứa con là bốn ông cha. Cha mình nào đó nữa. Ở đây vườn rộng vậy là mình có nuôi gà không? Có nuôi cái con nuôi lợn bên kia mà. Mà cái vườn là vườn của người bên kia đúng không? Không có vườn bên cái chủ bên đây nè. Cái vườn của nhà bên này còn đất nên là mình ở nhà nhờ đúng không? Ở đậu. Nhà nước cấp cái nhà đó là hầu chưa bệnh đó, mình chưa bán đất đó, cái bệnh mình bán đất nè. Dạ. Chứ hầu đó đất của mình nhưng mà bán rồi là hầu đó có cái nhà là nhà nước cấp á. Rồi cái bệnh bán cho người ta rồi em mình nó chuột lợi thì em bận gì? Dạ. Mình má mình thứ hai má thứ sáu. Dạ. Chờ đất kỳ của nó cho mình ở đậu kìa. Được có cái nhà. Rồi cái xe này mình mua hay là có ta cho. Dạ. Xe này ta thấy vậy ta cho không à? Dạ. Cho 3 chiếc mà Hương có chiếc, Hương còn có chiếc à. Yeah. Còn cái chiếc kia mình đâu có đi được mà đâu có ai đỡ qua đi. Yeah. Phải ẩm qua, bà ẩm ẩm nổi. Yeah. Phải hai cẳng mà chịu được thì láng đi qua xe kia, bà đẩy nó nhẹ chút. Yeah. Đi xe kia bánh bơm. Bánh bơm. Dạ, yeah, bánh bơm. Nó đẩy nó nhẹ được, còn xe này nó đẩy nặng, đẩy đường nó nặng. Như đi vệ sinh rồi là mà xin đi trong trò trong xã. Dạ. Đá bịch tả, đá trong xã. Dạ. Giờ mình muốn cái bánh xe như vậy mà nó có bánh bơm, mình muốn có vậy là tặng đi cho nó nhẹ. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là chú giúp giùm được không? Nguyện vọng của chú là bây giờ là muốn cái lốp xe này, đúng không? Dạ. Cái lốp xe này là nó sẽ là thành cái lốp hơi. Dạ. À, để đi cho nó nhẹ. Dạ. Đi cho nó nhẹ dạ. Chút về thôi là được. Tặng cho ba đẩy cho nó nhảy chút cái đẩy cũng ba lên giường mới leo được chứ không được mà leo giường bà phải kéo lên rồi chú tay đâu dình được bà cái nó mới kéo lên chứ không giờ cái xe nó bằng cái giường nó rồi ban đêm ngủ được không chú ban đêm ngủ được không ngủ ngáy được không đêm ngủ chung ngủ một chút vậy nè vậy luôn tới sáng chừng, chừng 2 tiếng hồn là dậy tới sáng. Yeah. 3 giờ dậy tới sáng nằm đó. Yeah. Tối thì coi chừng một chút cũng không ngủ được. Yeah. Nó khó ngủ lắm. Rồi mình đây có điện chứ cô? Có điện. Có. Yeah. Cũng xài ké người ta. Yeah, yeah. Xài điện này người ta cho hả? Người ta cho. Điều, tới sáng này mình xài cái quán nhiễm như thế đó cũng nhiễm như là xài tới tháng công như đó mà thì hậu mình không có cái nó bắt kéo lại xuống là điện hao gì đó chứ nó không cho ngay thì vô đây nhưng mà cái đền này mình có phải trả hàng tháng không trả một tháng hết 300 một tháng mình trả hết tiền điện 300 bây giờ đường dây đi xuống bên kia rồi đi tới xuống nó hao hụt nó đó đường dây đó nó đi đó tốt có tên nó đi xuống đây chứ không phải ở đây đi ngay đây thì nó đỡ mình không có bao nhiêu á bởi vì hồi đó mình vô cái thằng kia rồi nên giờ nó ra đi rồi còn đi vô với chị nó mình vô bắt mình kéo tú như bà tẩm tắm kéo tú như bao nhiêu kéo tú từ gò cái tẩy xuống mới vô đây được lúc trước mình có điện không dạ lúc trước là mình có điện hay là họ mới cho bắt đây lúc đó cũng xài ké tay vậy thôi chứ không có đâu có tiền đâu xài mình dạ vậy nè tốn lên nhất dạ
Tối nay nó nhức với cái cạo nó về nè, họ không cạo nó nhức ngủ không được. Dạ. Nó còn cử động về được mà tao nó yếu. Dạ. Còn cái tay thì dở lên kìa. Nó lung. Dạ. Dở được. Ồ cái tay nó rong này dở cho chú dở lên không? Cũng nắm được vậy. Dạ dạ. Mà nắm về được chứ nắm bắt đầu nhỏ nhỏ ca cái ly đồ nắm được cái nớt hết à. Dạ. Cái dân bị không phải vậy nha. Dạ. Chứ không được. Rồi đó mà chú đến với cô là có cưới hỏi thì chi không là mình. Hầu đó nghèo lắm mà tuyên bố ở chứ không có cưới hỏi gì hết. Dạ. Hầu đó bên đây cũng nghèo, bệt cũng nghèo, cái tuyên bố cái hai bên với ở. Dạ. Bên bà già vợ bà thấy cũng nghèo thôi kệ, gả cho ở luôn. Ừ. Mà bà có dặn là ở đi rồi nó có gì cũng đáng lo nhau chứ không có bỏ. Dạ. Anh ta bả giờ chứ không tao bỏ mất rồi. Dạ. Bả ở tới giờ luôn không. Dạ. Bà có ở với mình có mẹ gì đâu, có miếng đất bệnh bán cái gì thôi rồi coi. Dạ. Chờ mà giờ bà đi. Giờ mình bệnh vậy cái bà đi mà mỗi ngày kiếm ăn vậy cũng nhờ bà trộm xóm bà con rồi chùa rồi cũng ta cho gạo. Dạ. Yeah. Cũng đỡ. Yeah. Từ ông người ta biết mình bị tai biến, người ta cho cứ một tháng người nào cũng cho trục vậy đó. Yeah. Ăn được một tháng. Yeah. Rồi bắt đầu tháng sau ta cho tiếp. Yeah. Vậy à, cho nào mì rồi cho nước mắm cho vợ hôi rồi có máu ở đây thì có người ở trên thành phố ta xuống ta nghe vậy tôi xuống cho tiền. Yeah. Rồi cho tả. Ừ. Rồi có gì có đằng ngồi chay chở ngày. Yeah. Có tiền con cũng bởi nghe cả chứ một tháng là mình hết 500 tiền tả. Yeah. Chứ đâu có xuống được. Yeah. Bả đâu có đỡ được mình xuống đấy. Yeah. Thì cái có khi bà đi làm ở nhà cái nằm ở giường cái tụi nó đái tụi nghỉ luôn giường. Yeah. Nằm chịu đó chờ bà gì. Yeah. Bà chờ mấy tiếng ngồi bà gì uống hết luôn. Yeah. Bà tài rồi cái thấy vậy cái bà vợ cái bà đẩy theo ngồi gì. Dạ. Ngậu xe về mà đỡ. Dạ. Nó không có lăn, nó không có gì ngậu. Bà về, bà thấy vậy rồi bà có la không? Không. Dạ. Bà thấy vậy bà lo làm. Dạ. Lo làm rồi lo giặt vũ rồi cái nợ chứ có làm gì. Dạ. Nói gì, nói ngay chị quả chị cũng thương mình bà. Bà không có la. Dạ. Bà thấy bệnh vậy bà. Dạ bà thương chứ bà không la. À. Dạ. Nó thấy bệnh vậy thôi. Có khi bệnh không ăn được bánh đúc ra. Dạ. Yeah. Còn tay thì để cái mâm rồi cần cái để đó còn dày múc ăn. Ừ. Mà gấp không được. Ừ. Bỏ cho múc ăn không. Dạ. Yeah. Để bánh đúc với tội bà. Dạ. Yeah. Thì đây các bạn, đây hoàn cảnh của chú đây. Thì lúc trước thì chú cũng lao động mà leo cây thì nó cũng không may cũng bị tay biến các bạn, cuộc sống mưu sinh của chú tay biến thì giờ tay chân thì rút rái lại đấy các bạn đó, tay thì yếu rất là yếu dở lên là rung. Thì cô thì hoàn cảnh cô thì nó thật sự chứ rất chi là đáng thương các bạn, không như những người vợ khác, những người phụ nữ khác các bạn, rất là tội. Mà chú cũng tâm sự là cô rất thương chú. Nhiều lúc về nhà rồi cô chú có làm bậy gì thì cô cũng thương yêu
chứ đút ăn thay vệ sinh về đồ, chứ cô không bao giờ mà cô la chú một từ, rất là tội các bạn. Thì mình sẽ vào cái căn nhà này lại lần nữa cho mọi người xem này. Nơi mà chỗ ở thì cái vườn này là vườn của người ta, thì cái nhà này là nhà tình thương, mình mượn cái đất này để ở. Thì nhà tình thương đặt cái nhà này để cho hai vợ chồng cô với chú ở. Đây là căn pha phòng của cô với chú nè. Trên này tôn là nóng chịu không nổi. Dưới này là căn bếp, bếp của chú, bếp nấu củi nha các bạn, bếp nấu lò, bếp lò nó củi á, rất là đơn sơ mộc mạc. Còn bên ngoài này thì nơi mà để vệ sinh đồ dùng nhà bếp thì mọi người cũng thấy rồi đó. Thì hôm nay mình tới đây để chia sẻ hoàn cảnh của cô với chú cho mọi người. Thì mọi người ai có xem được cái clip này thì có thể chia sẻ phần nhỏ nào cho cô với chú nha. Cuộc sống cô với chú, là hoàn cảnh cô với chú rất là tội. Thì mọi người xem và chia sẻ phần nhỏ nào cho cô với chú nha. Thì mình cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Xin chúc tất cả mọi người trong thời gian này giữ gìn sức khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Xin chào mọi người nha.